Hello, lâu lắm rồi giờ Khánh Dũng không lên hát, tại vì mình mới bị corona. Bây giờ khỏe lại, mới lại bây giờ ngoài trời rất là xấu, mùa đông. Thì mình hát vài bản cho đỡ buồn nha. Ok, để coi mình hát cái bản nào. Công sở nắng bây giờ trong mắt.